Ngày 23 tháng 3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Trong 30 năm xây dựng và phát triển, bằng quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô đã chủ động sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được những kết quả to lớn. Thu nhập bình quân của huyện đạt gần 130 triệu đồng một người một năm, du lịch dịch vụ chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế. Năm 2023, Cô Tô đón hơn 320.000 lượt khách ra đảo. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Trong khuôn khổ chương trình, huyện Cô Tô chính thức khai mạc năm du lịch năm 2024. Đây là cơ hội gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên con người Cô Tô đến với du khách trong và ngoài nước, những tiềm năng du lịch, cơ hội phát triển trong tương lai, cũng như củng cố kinh nghiệm tổ chức các chương trình sự kiện quan trọng của địa phương được tốt hơn.